Khi các nhà khoa học của chúng ta tìm đến cái củ sắn tròn hoặc là cái củ sâm tố nữ của Thái Lan thì đã tìm ra được cái chất midextro. Midextro nó là một trong 17 cái chất tốt của cái sắn sâm tố nữ này, của sắn tròn này hoặc là củ sâm tố nữ, mọi người gọi thế nào cũng được nhá. Đó, tức là một trong 17 cái thành phần tốt của cái củ đó. Thì mọi người biết không? Trong quá trình tách chiết và nghiên cứu thì mọi người có phát hiện ra rằng cái thành phần cái chất đó khi mà người phụ nữ sử dụng trong một thời gian dài với một hàm lượng đủ thì cái bổ sung cái năng lượng bổ sung nội tiết của nó ấy gấp từ 1.000 đến 3.000 lần so với mầm đậu nành. Mọi người hình dung không ạ? Tức là nó hơn rất là nhiều. Chúng ta uống mầm đậu nành, uống sữa đậu nành hoặc là uống cái viên à hay là uống cái bột tinh chất mầm đậu nành ấy thì nó đã tốt rồi đúng không? Nó đã cảm thấy tốt rồi, ok. Nhưng mà đến cái lúc mà phát hiện ra cái củ này này, đến phát hiện cái củ này và phát hiện ra cái chất midextro ở trong cái củ rau trắng của sâm tố nữ này thì còn còn thấy là à cái người phụ nữ này nó nhanh có tác dụng hơn khi khi khi, khi mà uống vào thì tóc đẹp, da đẹp. Và có một điều quan trọng nhất là ở phụ nữ chúng ta khi mà rối loạn nội tiết ấy, thì cái mụn nó hay mọc, nhất là ai đến gần chu kỳ và đến chu kỳ thì cái nội tiết nó bị rối loạn lên do cái lúc đấy cái hàm lượng estrogen nó đạt đỉnh lên mà niêm mạc tử cung đến rất là dày để nó gần bong niêm mạc ra và tạo ra chu kỳ kinh nguyệt đó. Thì khi mà người phụ nữ sử dụng cái sâm nó vào, nó sẽ điều hòa điều tiết cái kinh nguyệt và điều tiết cái nội tiết tố của người phụ nữ. Đó, đấy là vì sao mà người ta thích cái củ sắn tròn này, cái củ sâm tố nữ này. Và một điều quan trọng nữa như này, cái cơ chế của cái củ này là nó ngấm rất sâu và nó làm đẹp da, nó làm lặn lặn mụn xuống, chứ không phải là nặn mụn nhưng trước tâm viết nhá, nó làm lặn chìm lặn lại chìm ấy, chìm xuống ấy. Và nó sẽ sử dụng những cái dược tính của nó như vậy cho mọi người hiểu, bởi vì nếu như nói tên của các cái thành phần khoa học thì ở đây chúng ta sẽ không 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 hiểu hết. Đây này, cái này Ly viết mi đê ét nó là như thế này đó, thì mình sẽ phải tìm, nhưng mà mình sẽ nói qua như thế này để mọi người hiểu nhá, mọi người hình dung ra là cái cơ chế của nó là như thế. Chứ nó không, bây giờ chúng ta mà như hôm qua mình livestream ở trong nhóm VG ấy, nếu như chúng ta mà học tên của dược tính, tên của dược phẩm, tên các thành phần thì nó rất là khó nhớ. Mọi người cứ hình dung chỉ là à cái khả năng năng tăng cường nội tiết tố, cái khả năng mà bổ sung nội tiết tố của cái này nó mạnh nhất. Và hiện tại giới khoa học hay là kể cả đông y nữa chưa tìm ra một cái chất nào hay một cái dược phẩm hay một cái thảo dược nào có khả năng bổ sung nội tiết tố, cân bằng nội tiết tố tốt hơn, nhanh hơn và bền vững hơn cái củ sâm tố nữ này. Đó, tức là bây giờ nó đang là số 1 của thế giới. Mọi người hình dung nhá. Đó. Thế thì khi mà phát hiện ra cái dược chất đó, cái midextro ấy ở ở trong trong cái củ sắn đấy thì người ta bắt đầu tìm cách để tách chiết nó ra. Thì cái soi 3-in-1 của năm 2017 khi mình bán ấy thì nó đang ở dạng rất thô, nó đang ở dạng thô nhưng mà mọi người biết là nó, uống vào nó đã có tác dụng rồi. Còn bây giờ cái hàm lượng Videtro hoặc là isoflavone đi, nó đã được tách chiết ở dạng nano rồi, khả năng hấp thu của nó gấp hàng nghìn lần so với cái kia, tức là vừa được cái dược tính mạnh và bây giờ lại thêm cái hấp thu mạnh nữa. Đó chính là lý do tại sao người ta chỉ uống cái này từ 10 đến 15 ngày là người ta đã cảm thấy thay đổi rõ rệt về làn da rồi. Đúng không? Ở đây có em Dung. Có Dung, Dung cảm thấy rất là nhanh đúng không? Mọi người đã lưu được cái ý này chưa? Tức là so với trong cái giới thực vật đấy nhá, nó cao nhất, nó đang là mạnh nhất. Và bây giờ khi mà nó đang đang được các nhà khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam mang về nghiên cứu tách chiết và bào chế nó ở dạng nano thì cái khả năng thấp hấp thu của nó, thẩm thấu của nó lại là mạnh nhất nữa. Đó, tức là nó tổng hợp của rất nhiều thứ nhất. Mọi người hình dung chưa ạ?
nó có cái sức mạnh nhất này, nó có cái khả năng hấp thu nhất này, cái dược tính của nó mạnh nhất và cái khả năng hấp thu của nó là tốt nhất. Đó, chính vì vậy tại sao bây giờ mọi người thấy trên thị trường có rất nhiều các hãng đưa ra cái sản phẩm về sâm tố nữ, hoặc là đưa ra những cái sản phẩm có liên quan đến thành phần sâm tố nữ trong đó. Nhưng mọi người hãy để ý, nếu một sản phẩm mà nó có gốc sâm tố nữ hay là một sản phẩm có được có cái thành phần sâm tố nữ thực tế thì giá cả của nó rất là cao. Bởi vì sao? Ở Việt Nam của chúng ta ấy, thực tế là mới chỉ có hai khu nguyên liệu, một khu là của Viện Hàn Lâm và một khu của Viện Dược liệu Trung ương. Còn hầu hết là mọi người sẽ nhập cái nguyên liệu sâm tố nữ ở từ Thái Lan về. Và khi mà nhập từ Thái Lan về thì giá cả của nó rất là cao và cái hàm lượng của nó chưa chắc đã đảm bảo. Bởi vì có rất là nhiều vụ người ta phải mua đến những cái xác dược liệu ấy mọi người nhá. Đó, đấy chính là cái mà chúng ta tiếp cận được và chúng ta nghe ngóng được hay chúng ta tiếp thu được từ những cái báo chí, báo đài người ta đưa hàng ngày. Ok chưa ạ? Và bây giờ các bạn hãy tiếp này, hãy tiếp. Đầu tiên là đấy là mình giới thiệu về tại sao lại chọn thành phần sâm tố nữ trong khi trên thị trường đang có rất nhiều các loại khác liên quan đến nội tiết rồi, như mầm đậu nành, như sữa ông chúa, như vitamin E, như hoa anh thảo, đúng không ạ? Thì cái này tại sao nó lại là cái được lựa chọn tốt nhất? Bởi vì hiện tại nó đang là số 1. Rồi, tiếp tục. Trong cái thành phần của sản phẩm của chúng ta, trong thành phần sản phẩm của chúng ta này, nó có hai nhóm, rõ ràng có hai nhóm. Thứ nhất là nhóm sâm, cái thứ hai là nhóm vitamin và khoáng chất. Nhóm sâm ở đây thứ nhất là sâm tố nữ, cái thứ hai là maca và cái thứ ba là cái chiết xuất mầm đậu nành, cũng được gọi là một trong những cái nhóm sâm đó mọi người nhá. Thì cái chiết xuất sâm tố nữ thì là người ta lấy cái chất cái isoflavone. Còn cái sâm maca, cái chiết xuất maca ấy, chủ yếu của cái maca là nó tác động lên làn da mọi người nhá. Chủ yếu nó tác động lên làn da. Còn chiết xuất mầm đậu nành thì nó sẽ làm hỗ trợ cho cái sản phẩm này có thêm tác dụng vào nội tiết. Mọi người cũng biết là cái mầm đậu nành 40% nó rất là cao rồi đúng không? Collagen ở đây chúng ta có collagen thủy phân hay còn gọi là collagen cá. Mọi người cũng biết rồi đấy, mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều từ cái sản phẩm collagen đông trùng hạ thảo của chúng ta rồi. Cái sản phẩm này này, collagen đông trùng hạ thảo này này, thì ở cái sản phẩm sâm tố nữ này chúng ta sử dụng cái collagen thủy phân để cho cái khả năng hấp thu collagen vào trong cơ thể, hỗ trợ cho xương khớp, sụn khớp và cho đến làn da và mái tóc của chúng ta nó cũng sẽ đẹp hơn. Cái collagen cá vì cái khả năng tức là như này này, mọi người hình dung nhá, nếu mà là collagen động vật thì cái khả năng hấp thu và thẩm thấu trong cơ thể của chúng ta nó rất là chậm, hầu như là không. Còn nếu như một người nào đó mà bổ sung collagen từ động vật, nhau thai heo, nhau thai cừu trong thời gian quá dài ấy, mà không đi tốc cơ thể, không thải độc thận, thải độc gan thì kiểu gì cũng có sỏi thận, kiểu gì cũng bị thận cặn tiết niệu, cặn bàng quang hay đái dắt, đái xón, và có thể là có những người còn bị sỏi mật, sỏi thận nữa mọi người nhá. Đấy, đấy là với những người mà uống collagen động vật, bởi vì nó không phân hủy hết. Mình cứ hình dung này, những cái con động vật đấy bao giờ nó thân nhiệt nó cao hơn thân nhiệt của người. Thân nhiệt của người sẽ duy trì ở mức 36, 36 độ rưỡi. Còn cái con ví dụ con cừu, con heo ấy thì nó sẽ ở nhiệt độ trên 40 độ. Thì mình hình dung giống như mình để một miếng thịt mỡ ở trong ngăn mát tủ lạnh ấy. Nhưng thân nhiệt của mình thấp hơn nó từ 5 đến 10 độ cơ mà đúng không? Giống như là mình cất đồ vào ngăn mát tủ lạnh ấy, thì bao giờ cho nó phân hủy được hết đúng không? Còn cái con cá ấy thì khi nó sống ở dưới nước, cái nhiệt độ của nó là có thể là có con cao thân nhiệt con cá cao nhất là cá nước ngọt là 8 độ. Còn thông thường cá biển sâu ấy, giống như con cá tuyết mà chúng ta làm cái collagen này này, thì thân nhiệt nó từ 0 đến âm 3 độ. Đúng không nào? Đó. Thế thì tại sao đạm cá cũng thế, đạm cá nó lại dễ hấp thu hơn đạm động vật là vì như vậy nữa. Bởi vì giống như là chúng ta cho một miếng mỡ vào trong cái chảo dầu nóng ấy, nó sẽ tan rất là nhanh. Vì vậy cái khả năng hấp thu của chúng ta rất là nhanh. Và mọi người hình dung như là nhá, cái omega 3 bao giờ cũng được ưa chuộng hơn omega 3, 6, 9. Bởi vì omega 3 là chiết xuất từ cá biển sâu, còn omega 3, 6, 9 là chiết xuất từ động vật, mỡ động vật. Và có những cái nơi người ta còn làm từ mỡ nội tạng động vật nữa. Đó, chính vì thế mà cái omega 3, 6, 9 người ta không khuyến khích mình dùng, mà người ta khuyên mình lên sử dụng cái omega 3 nhiều hơn. Mọi người hình dung nhá, nhớ điều này có thêm kiến thức nhá.
Đó, thế thì collagen ở đây là collagen cá biển sâu hay còn gọi là collagen thủy phân, tức là nó sẽ hấp thu hết và không gây đọng cặn thận, cặn gan, cặn làm sỏi mật, sỏi bàng quang, sỏi tiết niệu cho chúng ta. Và nó sẽ làm tăng sinh collagen để với những cái làn da bị mụn hay những làn da lão hóa hay những cái làn da bị chảy xệ, bị khóe nhăn, nhăn ở khóe mắt, ở khóe mép hoặc là nó có cái rãnh sâu như thế này thì nó sẽ làm đầy. Nó làm đầy và nó sẽ làm cho căng lên, tăng đàn hồi cái sợi collagen của chúng ta. Đó. Còn ở trong này này, cái vitamin E và sữa ong chúa. Hai cái chất này rất là hay. Vitamin E của chúng ta đây là vitamin E tự nhiên nhá. Vitamin E tự nhiên chiết xuất từ mầm đậu nành luôn. Và cái vitamin E này nó có một cái tác dụng rất hay mà không biết mọi người có để ý không, đó là nó cấp nước cho da. Nó làm bóng da và cấp nước cho da. Cấp nước cho da cho nên là cái làn da của chúng ta nó những cái tế bào da nó ngậm nước ấy nó mới trở nên khỏe mạnh. Chứ còn nếu da thiếu nước bao giờ nó sẽ xỉn màu mọi người nhá. Xỉn màu và cảm giác như là nó hơi bị trễ trễ. Đó. Còn cái sữa ong chúa thì nó có tác dụng tốt cho nội tiết và thậm chí là cái sữa ong chúa này này nó còn hỗ trợ trong cái việc điều trị vô sinh hiếm muộn nữa. Đó. Thì đấy là sơ qua về công dụng của một số cái thành phần. Thì bây giờ ở cái sản phẩm sâm tố nữ này nó sẽ có một số cái công dụng chính như sau, mọi người hãy cố gắng ghi chép lại. Thứ nhất, cái đơn giản nhất là nó làm tăng cường cái nội tiết tố cho phụ nữ và giảm khô hạn âm đạo. Một là giảm khô hạn âm đạo, tăng tiết dịch nhờn và làm tăng nhu cầu sinh lý cho phụ nữ, nhất là những người phụ nữ mà người ta đang đang bị lãnh cảm, đang không có ham muốn và một số những người mà gọi là như nào nhỉ, sợ quan hệ vợ chồng đó. Thì đấy là cái mà cái sản phẩm này nó mang lại nhá. Đầu tiên nó sẽ làm cho nội tiết tố của phụ nữ tốt hơn, cái estrogen nó tiết ra nhiều hơn, nó lên làm cho cái estrogen nó đầy đủ thì làm cho người phụ nữ có tính nữ nhiều hơn đó. Ok, tăng nội tiết tố nữ, giảm khô hạn. Ok, đấy là cái dễ thấy nhất, khoảng từ 7 đến 10 ngày là chúng ta đã thấy rồi. Cái số 2 là trị nám, trị mụn. Mọi người nhớ nhá, trị nám, trị mụn, làm sáng da. Trị nám, trị mụn và làm sáng da. Hầu như tất cả các sản phẩm thực phẩm chức năng, kể cả cái sản phẩm nano mầm này của chúng ta này, sản phẩm nano mầm cũ này, cũng chỉ là hỗ trợ thôi, nó cũng vẫn chỉ ghi là hỗ trợ. Đây này, trong này thì nó ghi là cải thiện, giảm sạm nám, tàn nhang, rụng tóc, giúp săn chắc vòng ngực, chứ nó không bao giờ dám ghi là trị nám, trị tàn nhang, trị mụn cả. Mọi người hình dung không ạ? Thì cái sản phẩm này của chúng ta được cấp phép ở trong cái đăng ký công bố Bộ Y tế ấy, ghi rõ là trị, điều trị. Đó, mọi người hiểu không ạ? Đó, thì đấy là cái điểm khác biệt và là điểm mạnh của chúng ta. Và chúng ta dám khẳng định được là chúng ta trị mụn, trị nám, trị tàn nhang được. Đó. Thì mọi người hình dung nhá, cái sản phẩm này này, nếu như chúng ta là nám môi trường, nám do ngoại cảnh tác động vào làn da thì nó sẽ có những cái mảng mảng bớt 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 kiểu như da nó xấu bên ngoài ấy. Thì cái đó chúng ta kết hợp với cả cái kem nghệ đêm ấy, với cả cái uống cái viên này thì rất là nhanh, thì khoảng 1-2 tuần thôi chúng ta đã thấy làn da nó khác rồi. Đó, còn nếu chúng ta là nám nội tiết, nám chân sâu, nám chân đình, đúng không nào? Đó. Đó, mọi người hình dung nhá, nám nội tiết, nám chân sâu, nám chân đình thì chúng ta sẽ có liệu trình từ 1 tháng đến 3 tháng. Mọi người có hình dung trị nám? Trị nám là một cái khó nhất trên cái cuộc đời này. Bởi vì làm sao? Bởi vì nó liên quan đến nội tiết của chị em chúng ta. Chúng ta lúc nào mà chúng ta vui vẻ, chúng ta hạnh phúc này, hay là chúng ta làm việc nó năng suất này, nó hiệu quả này, thì cái việc là làn da chúng ta tự nhiên nó đẹp. Tự nhiên nó đẹp là chắc chắn rồi. Da nó hồng hào nhuận sắc, ngủ đủ giấc này, uống nhiều nước này, ăn uống hoạt động sinh hoạt vui vẻ bình thường thì da nó tự nhiên đẹp. Nhưng mà còn nếu nếu mà chị em chúng ta mà mất ngủ khoảng tầm 2-3 ngày thôi là nhìn cái quầng thâm của mắt nó biết ngay, thâm như là gấu trúc này. Đấy là cái số 1. Cái số 2 nữa là chúng ta có thể như nào nữa nhỉ? Căng thẳng về cái công việc quá, căng thẳng quá này, cảm thấy là ôi lo sợ lo lắng trong người này, đấy đấy là tức là cái tinh thần chúng ta không thoải mái.
thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến làn da. Có những người mà chỉ thức đêm thôi mụn đã nổi rồi, đúng không chị em? Thức đêm thôi là mụn đã nổi rồi, hoặc là thức đêm làm da sạm nám rồi. Thế cho nên là cái việc điều trị nám ấy, điều trị nám của chúng ta ấy, nó vô cùng khó khăn. Có những người khỏi rồi, điều trị ok rồi, bắn laser rồi, đi tóc lăng kim phi kim đủ các kiểu, ok rất đẹp rồi, nhưng mà chỉ cần như thế, chỉ cần là làm cho nội tiết của nó mất cân bằng, rối loạn một cái thôi là mụn nám lại mọc lại từ đầu, đúng không? Cho nên người phụ nữ bao giờ cũng tốn kém nhất về cái khoản điều trị nám, trị mụn. Và một liệu trình mà điều trị nám thông thường thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 15 đến 20 triệu, đúng không hả chị em? 15 đến 20 triệu là ở những cái spa thẩm mỹ bình thường. Còn nếu ở những nơi cao cấp ấy thì nó có thể đến tiền trăm triệu luôn, đúng không? Đến những cái tiền trăm triệu luôn ấy. Cho nên là khi mà chị em chúng ta mà dù vướng phải cái vấn đề về da rẻ các thứ như thế ấy, thì chúng ta tốn kém rất là nhiều tiền, mất rất là nhiều tiền. Đó. Mọi người ơi, mọi người có theo dõi được không ạ? Mọi người xem giúp em là mạng có ổn không, và mọi người comment tiếp tục. Nếu như em nói nhanh quá thì bạn là nói chậm lại, còn nếu mà ok rồi thì mọi người hãy nói ok nhá. Đấy, chúng ta ok tâm nào. Thế thì chúng ta biết được rằng là cái vấn đề về nội tiết nó là một cái vấn đề không có lời giải đáp, không có đáp số, và nó là cái vòng luẩn quẩn. Chúng ta chỉ cần rất là gọi là như nào nhỉ, sơ ý một tí thôi là lại làm mất cân bằng nội tiết, đúng không? Ví dụ nhá, chị em chúng ta có thể như này này, bực mình quá này, hoặc là stress căng thẳng với con cái này, hay là chỉ cần giận nhau với chồng thôi thì cũng đã ảnh hưởng đến cảm xúc rồi. Mà ấy, mọi người hình dung nhá, cái tuyến yên nó sẽ quyết định cái tuyến giáp, và cái tuyến giáp này của chúng ta ấy nó sẽ tác động thẳng và nó bị quy định bởi cái estrogen trong cơ thể chúng ta. Chính vì thế khi mà chị em nào mà bị bệnh về tuyến giáp như basodo hoặc bướu cổ, tức là cường giáp hoặc suy giáp ấy, thì nội tiết luôn luôn kém, rất là kém luôn ấy, nội tiết cực kỳ kém. Và có những cái người mà tức là mọi người hình dung ra là khô giáp đến cái mức mà cứ quan hệ là bị chảy máu hoặc giáp là không thể chịu nổi được ấy đó, và sợ, cảm giác lãnh cảm luôn. Đấy là với những cái người mà người ta có bệnh lý về tuyến giáp, đấy là cũng là do rối loạn cái nội tiết gây ra chị em nhé. Thì cái sản phẩm này của chúng ta nó hỗ trợ làm cân bằng và trị cái rối loạn nội tiết đó. Và cái việc rối loạn nội tiết gây ra cái nám chân sâu, nám chân đinh, và làm đậm cái hắc sắc tố da, làm hắc sắc tố da nó bị đậm từ bên trong ấy, đó thì cũng nó cũng sẽ điều trị được từ bên trong như thế. Rồi một cái vấn đề nữa là trong cái quá trình kiểu mình cứ lớn dần rồi đến một cái giai đoạn là mình chững ở đó rồi mình xuôi sang về hướng lão hóa, đúng không nào? Thì phụ nữ bắt đầu từ tuổi 30 trở đi nó bắt đầu về hướng lão hóa rồi. Đương nhiên là đã đến lúc lão hóa thì nó chỉ có giảm đi chứ không bao giờ nó sinh ra thêm một cái gì nữa. Chỉ có nám là nó sinh ra thôi, chỉ có hắc sắc tố là nó sinh ra thêm thôi, chứ không bao giờ nó sinh ra thêm những cái gì tốt đẹp nữa chị em nhá. Thì ở cái bước này cái sản phẩm này, nếu bổ sung sản phẩm này thì nó có thêm công dụng là làm chậm quá trình lão hóa và làm chậm quá trình mãn kinh. Chị em ghi tiếp cái công dụng nữa là làm chậm quá trình lão hóa, làm chậm quá trình mãn kinh đó. Nếu như là ngày xưa 30 tuổi đã toan về già ấy, thì bây giờ có khi 30 tuổi người phụ nữ bắt đầu mới đạt đến đỉnh, đúng không nào? Thì có những người 40-50 tuổi vẫn rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn, da đẹp, vóc dáng đẹp, và lúc đấy người phụ nữ bắt đầu vẫn là rất là viên mãn. Thì cái khái niệm mà lão hóa và già từ nay đến ngày xưa nó đã khác nhau rồi ấy. Nhưng mà đúng rồi, chính xác, làm chậm quá trình lão hóa và làm chậm quá trình tiền mãn kinh. Cái sản phẩm này của chúng ta, mọi người nhớ là nó không thể dừng lại quá trình lão hóa, dừng lại quá trình mãn kinh được, mà chỉ có thể làm chậm quá trình lão hóa và làm chậm quá trình mãn kinh. Cái tế bào da của chúng ta, một vòng đời của nó là 60 ngày. Một vòng đời của tế bào da là 60 ngày. Thì khi mà uống cái sản phẩm này vào ấy, thì cái vòng đời của cái tế bào da nó sẽ kéo dài được hơn,
Và cái tế bào da lúc nó còn sống trong quá trình những cái, tức là nha, nó sinh ra này, xong rồi nó trưởng thành này, xong rồi nó lão hóa, đúng không? Thì cái quá trình trưởng thành của nó kéo dài hơn và nó trưởng thành ở mức độ da khỏe hơn. Nếu lúc trước cái tế bào da nó cũng trưởng thành nhưng mà nó chỉ ở đạt độ điểm 7, điểm 8 thôi chẳng hạn, thì bây giờ nó có thể lên đến điểm 9, điểm 10. Tức là vừa căng bóng, vừa khỏe mạnh, vừa đàn hồi tốt, đúng không nào? Đấy là cái mà chúng ta có thể hiểu được nôm na. Ở trong cái này nó làm cho chậm quá trình lão hóa là như vậy. Ví dụ 60 ngày thôi là sinh ra và chết đi. Thế thì sao lại phải có tế bào da mới sinh ra, đúng không nào? Nếu mà không đủ chất thì cái tế bào da mới sinh ra nó lại ốm yếu, nó lại huy hom hem suy dinh dưỡng, và cái làn da của chúng ta mãi mãi xấu như thế. Nhưng nếu mà chúng nó đủ chất, đúng không nào? Chất ở đây là gì? Chất ở đây là cái estrogen, chất ở đây là cái collagen, chất ở đây là cái chất dinh dưỡng cho làn da, là như vitamin E cung cấp nước, cung cấp nước cho da. Cho nên tại sao phụ nữ Hàn Quốc người ta có hẳn cái viên cấp nước ấy đó, và cái cụ và viên uống collagen nữa, đúng không nào? Thế thì trong một sản phẩm này nó đã có cái có hết tất cả tích hợp những cái loại đó rồi mọi người nhá. Thì sữa ong chúa cũng vậy ấy, đấy, nó cũng làm đẹp da nữa mà. Rồi mọi người hình dung nào, khi mà bổ sung cái này nó sẽ làm chậm quá trình lão hóa, làm chậm quá trình tiền mãn kinh, và làm cho cái vòng đời của cái tế bào da hoặc là cái quả trứng của chúng ta ấy, cái chu kỳ của nó, cái chu kỳ sống của nó cũng dài hơn và nó khỏe mạnh hơn. Chính vì vậy khi mà nó rụng trứng đi ấy thì lượng máu kinh nó sẽ nhiều và nó đẹp màu, chứ nó sẽ không ít và nó nhợt nhợt và nó không bị thâm sậm, nó không ra nhiều máu cục. Đó mọi người nhá. Đấy là cái mà nội tiết tố đầy đủ nó sẽ cung cấp cho chúng ta được cái đó. Rồi. Còn cái công dụng tiếp theo mà rất là hay mà mình nghĩ là chị em nào cũng cần, đó chính là việc là làm cho cái tóc này, da móng tóc, tức là nhưng mà đặc biệt là cái nang tóc mới mọc ra nó khỏe hơn, và cái chất tóc của nó có, tức là cái chất tóc của nó cũng khỏe hơn ấy, làm mọc tóc mới và làm đẹp hơn. Mọi người hình dung nhá, đấy là cái mà chúng ta phụ nữ sau sinh chúng ta khi mà bị suy giảm estrogen nhá, nó rụng tóc rất là nhiều. Thậm chí có người gội đầu mỗi lần chải da rụng đã vậy nhá, có người chả làm gì, không chải cứ ngồi này thôi mà tí một vuốt một cái da nó ra một đống một nắm tóc rồi, đúng không? Còn có người còn thả tóc ấy, cứ thả tóc hàng ngày đi trong phòng ấy, tại sao lại thấy cứ có tóc rụng trong nhà, rõ ràng mình không đứng trong nhà chải tóc, đúng không nào? Đấy là tóc tự rụng tự gãy. Đó, thì đấy là việc mà làm suy giảm estrogen nó mang lại. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái là làm giảm rụng tóc và mọc hình thành nang tóc mới khỏe hơn. Đó, đấy là cái rất rõ ràng mà chúng ta chỉ cần khoảng tầm 1.5 tháng thôi là chúng ta đã thấy được rồi. Mọc rất nhiều tóc con nhá. Đó, mọc rất là nhiều tóc con luôn. Thì đây, cái này này, Ly để ý cái công dụng này, tức là cái nang tóc ấy, nang tóc nó khỏe thì cái da đầu, khi cái việc lên da đầu cũng không làm bị gầu, bị ngứa nữa, thì tức là cái hệ thống lông tóc nó sẽ đều có tác dụng như nhau. Thì cái bạn bị viêm nang lông kia kìa, cái bạn bị viêm nang lông của Ly ấy, thì bạn ấy sẽ thay thế cái lớp lông cũ đi bằng một lớp lông mới, và cái làn da khi nó có đủ collagen, đủ nước rồi, nó đủ ẩm rồi ấy, thì nó cũng sẽ căng bóng đẹp và nó sẽ đỡ được cái việc là bị viêm như thế. Nhưng mà nếu như khách của Ly mà kết hợp uống với cả nghệ ấy, uống với nghệ trị viêm ấy, và nó trị cái dị ứng từ bên trong ấy, đó thì sẽ ok hơn. Rồi. Đó. Rồi công dụng tiếp theo mà cái này thì là cái này chúng ta thích này, là giảm bốc hỏa và giúp ngủ ngon, ngủ sâu giấc, giảm bốc hỏa. Những chị em sau 35 tuổi rất hay bốc hỏa. Đó, nghệ trị viêm là sản phẩm gì? Nghệ nano nghệ, cái nghệ nước cũng được mà nghệ viên cũng được, em ơi, uống ấy mà, nghệ uống ấy. Cái nghệ đấy nó chống gốc tự do và chống viêm rất là tốt. Đó. Rồi nào, mọi người tiếp này. Giảm bốc hỏa, giúp ngủ ngon, ngủ sâu và giảm tiền đình và giảm chứng tiền đình. Những ai mà hay bị hoa mắt, chóng mặt. Uống nghệ bị lên mụn, đúng rồi. Thế thì uống collagen đông trùng hạ thảo đi Ly. Cái đấy sẽ ok hơn. Đó. Rồi nào, chúng ta sẽ quay lại này.
giảm bốc hỏa, ngủ ngon, ngủ sâu và giảm chứng tiền đình. Mọi người khi uống cái này nhá, khi uống cái này vào ấy, mọi người sẽ thấy là đầu óc minh mẫn. Đầu óc minh mẫn và hiếm khi nào mà cảm thấy bị bệnh đau nửa đầu, hiếm khi nào bị đau nửa đầu nữa. Mà nó rất là thông suốt, rất là gọi là lúc nào cũng cảm thấy nó tỉnh táo ấy. Đó, còn khi mà mình ngủ thì mình ngủ rất là sâu. Mọi người hình dung chưa ạ? Đó, đấy là về công dụng tiếp theo. Còn cái công dụng này là những chị em trong độ tuổi sinh sản rất quan tâm này. Trị viêm phụ khoa tận gốc. Trị viêm phụ khoa tận gốc và hỗ trợ sinh sản. Hỗ trợ sinh sản. Đó. Trị viêm phụ khoa tận gốc và hỗ trợ sinh sản. Những chị em mà bị viêm phụ khoa mà tái đi tái lại, thậm chí là viêm lộ tuyến ấy, chị em hình dung nhá, bị viêm lộ tuyến ấy, thì hầu hết là do rối loạn nội tiết mà gây ra, chứ còn không phải là do chị em mất vệ sinh đâu, không phải do chị em mất vệ sinh mà bị đâu. Mọi người hình dung nhá, khi mà chúng ta còn là con gái chưa mang bầu một lần nào thì cái tử cung của chúng ta nó mềm, nó mịn, nó nhỏ như thế này. Còn khi có bầu nó giãn ra như một quả bóng giãn ra, căng ra, mà ai mà sinh thai đôi thì nó còn nở ra nữa. Còn ai mà tăng cân nhiều ấy thì tức là nó còn dạn cái da bụng ra, thì mọi người hình dung ra là nó rộng như này mà, đúng không? Thế thì khi mà đẻ ra nước ối trong thai, bào thai ra ngoài hết, thì cái tử cung đó từ lúc nó đang như thế này mà nó xẹp lại như thế này, mọi người hình dung chưa? Thì nó giống như một quả bóng bị xì hơi ấy, thì nó sẽ có những cái nếp nhăn, nếp gấp giữa những cái đó. Đó. Thế thì mọi người hình dung nhá, những cái nếp nhăn, nếp gấp đó nó sẽ dắt những cái dịch kinh từng tháng vào. Và những cái lớp tế bào niêm mạc, những cái lớp niêm mạc tử cung nó bong ra ấy, bong ra để nó đẩy ra ngoài ấy, thì nó có những cái nó không bong hết, nó sẽ bị dắt vào trong đó. Đúng không nào? Bị dắt đó, nếu như tử cung của mình mà co bóp không tốt, ai mà lão hóa hoặc là những người đẻ thường, sinh thường ấy, hoặc thì cái tử cung của mình nó đã bị rão quá rồi, nó bị dắt thêm cái đó vào nữa, thì nó sẽ làm cho cái tử cung của mình bắt đầu nó bị viêm nhiễm, và những cái đó nó bị thành những cái mưng mủ áp xe ở bên trong, và nó tạo mùi hôi từ bên trong đó. Thì như nếu mà các bạn mà làm sạch được cái tử cung đó thì nó rất là khó. Hầu như người ta chỉ trị viêm bằng cách đặt cái viên đặt bình thường. Nhưng những cái viêm đặt là viêm kháng sinh ấy, những cái viên kháng sinh mà ngoài hiệu thuốc hay là những phòng khám người ta hay đặt cho mình ấy, thì nó vào trong thì nó sẽ giết hết cả lợi khuẩn lẫn hại khuẩn, đúng không nào? Và còn những cái xác tinh trùng cho những lần quan hệ mà để cho vào trong nữa, nó cũng sẽ dắt vào đấy luôn, nó không ra ngoài. Nó gây mùi cho người phụ nữ là vì như vậy. Tại sao người ta vệ sinh rất sạch sẽ bên ngoài, thay quần chip thường xuyên, có thể dùng cái nước hoa vùng kín các thứ nữa, nhưng vẫn cứ có mùi, vẫn có mùi rất khó chịu từ bên trong. Hoặc là mỗi lần vợ chồng quan hệ cái dịch nó chảy ra ấy, thì nó có mùi rất là khó chịu, đúng không? Mọi người hình dung không? Đó chính là do những cái dịch nó rất ở trong những cái nếp nhăn của tử cung của mình ấy, nó không ra hết được và nó gây gọi là thối rữa ở bên trong đó. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái viên uống này thì nó sẽ làm trẻ hóa. Tức là mọi người hình dung nhá, cái collagen ấy nó không chỉ tác động cho mỗi làn da, mà tất cả những cái nơi mà cần collagen trên cơ thể, cái lớp niêm mạc tế bào hay là cái sụn khớp của chúng ta cũng cần collagen để nó tăng độ nhờn sụn khớp, đúng không nào? Đó, thì nó sẽ làm cho những cái lớp cơ ở trong đó khỏe hơn. Khi mà cơ khỏe hơn thì co bóp nó mạnh hơn. Đó, thì dần dần nó sẽ tống được, đẩy được ra. Có những người uống cái viên trị nội tiết này, khi cái dịch nó ra ấy, nó sẽ ra kèm cả khí hư rất là nhiều nữa. Thế đó là nó đã tống đẩy ra rồi. Còn ngày trước ở bên cũng là tiến sĩ Ngoan, tác giả của đề tài này, có cái gel Lisa ấy. Mọi người hình dung cái gel Lisa mà bơm vào trong, nó tan bên trong, tan ở bên trong ra, và nó sẽ nạo vét hết cả trong cái nếp gấp đó và nó lôi ra ngoài. Đó, thì đấy cũng là tác giả của cái đề tài này luôn. Thì khi mà cái này nó làm trẻ hóa cổ tử cung này, nó làm cân bằng nội tiết, thì nó sẽ giảm hết tất cả những cái triệu chứng viêm nhiễm, và nó trị tận gốc cái viêm nhiễm luôn, viêm nhiễm phụ khoa luôn. Và mọi người biết không, nếu ai uống cái viên sâm này mà bóc cái viên bột sâm này ra này này, thì sẽ thấy là
cái mùi sâm rất là thơm, cái vị cho nhấm nhấm vào lưỡi thì nó sật 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 mát mát như củ mài ấy mọi người nhá. Đó chính là cái vị của sâm tố nữ. Thì chúng mình có hình dung lúc chúng mình ăn dứa không? Ăn dứa vào thì cái phần phụ của mình rất là thơm, đúng không nào? Cái dịch dạ rất là thơm. Thế thì cái sâm này này nó có cái cơ chế là làm thơm cái vùng kín. Thế chị em mà uống cái này khoảng tầm 3 tháng ấy thì cái vùng kín không còn mùi nữa. Bây giờ mình bắt đầu sang hộp thứ hai, mình cũng mới uống hết một hộp thôi. Bây giờ sang hộp thứ hai thì mình đã cảm thấy những cái dịch và những cái việc mà có mùi vùng kín nó đã không còn nữa. Đó, đấy là cái rất là hay cho chị em ta khi mà chị em ta sử dụng cái viên này. Còn cái việc mà nó hỗ trợ sinh sản ở đây đó chính là nó làm dày niêm mạc tử cung, làm cho cái trứng của chúng ta ấy nó có noãn hoàng rất là tốt, để gặp phôi nó dễ thụ thai hơn. Đó, trừ những cái trường hợp là bị tắc vòi trứng thì nó không thể hỗ trợ được gì rồi. Đó, còn cái việc làm dày niêm mạc tử cung nhá, thì cứ estrogen mà đầy đủ ấy, estrogen đầy đủ ấy, và khi mà uống cái này vào, khi mà uống cái mầm đậu nành vào thì cái lượng máu mà lưu thông đến tử cung nó cũng rất là nhiều. Nó nuôi, nó giữ tử cung và giảm luôn cái bệnh bị nhi hóa tử cung nữa. Mọi người ạ, nó rất là tốt như thế. Bởi vì khi mà máu bơm máu xuống tử cung, nó nuôi dưỡng tử cung, nuôi dưỡng buồng trứng tốt ấy, thì nó mới cho ra cái estrogen đầy đủ mà, đúng không nào? Thì đấy là cái về sản phẩm của chúng ta. À, đến đây mọi người có thắc mắc vấn đề gì về sản phẩm, mọi người hãy comment hỏi ngay tại đây, mình sẽ giải thích ngay. Và chúng ta sẽ có 5 phút. Người nhân sơ u nang uống được sản phẩm này không? Nhi hóa tử cung ly nhá, bệnh nhi hóa. Người nhân sơ u nang như thế này, tất cả các sản phẩm nội tiết theo như quan điểm lúc trước ấy, là sẽ không sử dụng được cho người có u sơ, u nang, nhân sơ, u tử cung, u buồng trứng, hay là nhân tuyến vú, đúng không nào? Nhưng đấy là về trước, từ trước. Ngay kể cả cái sản phẩm này của chúng ta này, khi cái đề tài nghiên cứu từ 2015 ấy, thì cũng phải tuân theo cái luật thực phẩm chức năng và cũng phải ghi cái điều đó. Nhưng mọi người cứ search trên các phương tiện truyền thông đại chúng, từ năm 2019 trở về đây, khi cái luật thực phẩm chức năng được thay đổi ấy, thì người ta đã nghiên cứu mới và người ta chứng minh được rằng những cái sản phẩm từ sâm tố nữ, từ mầm đậu nành, từ hoa anh thảo, từ sữa ong chúa, từ vitamin E mà không chứa tinh bột, mọi người hình dung nhá, không chứa tinh bột, không chứa đạm, không chứa đường. Tinh bột, đạm, đường, mọi người nghe thấy chưa ạ? Thì người bị như giác đây, chị đang trả lời đã nhá, cái này chị nói đã ly nhá. Đó, không cần đi tóc hay đặt gì nữa à? Không, cái này chúng ta sẽ điều trị được viêm nhiễm phụ khoa nội tiết ý. Tâm ơi, chị nói lại nhé, từ viêm phụ khoa do nội tiết, còn nếu như là viêm phụ khoa do virus vi khuẩn thì em vẫn phải đặt và vẫn phải đi tóc thôi. Đó, nào mình sẽ nói lại này, thì tinh bột, đạm, đường là những cái nuôi u, đúng không nào? Còn những cái mà không có tinh bột, đạm, đường, ví dụ như là cái tinh bột nghệ này, tinh bột mầm đậu nành này, tinh bột mầm đậu nành nguyên sơ này, những cái đó thì khẳng định 100% là nó sẽ tăng kích thước khối u và nó sẽ gây u. Mọi người hình dung ạ, ở về cái u trong cơ thể hay là những cái tế bào ác trong cơ thể ấy, tế bào mang axit ấy, nó là ưa đạm, ưa đường, ưa tinh bột mà, đúng không? Mọi người hình dung chưa? Đó, thế thì cái này của mình như này nhá, nó sẽ bào chế ở kích thước nano. Và mọi người đã xem cái clip để tí nữa mình sẽ post vào đây cho mọi người xem luôn. Tức là như này này, cái hạt đậu tương người ta sẽ ủ cho nó lên cây giá đỗ, sau đó cắt cái phần mũ giá và cái phần rễ. Người ta chỉ lấy cái thân cây giá đỗ đó thôi. Giang Hương đã đến trực tiếp cái xưởng này rồi. Giang Hương đã trực tiếp đến cái phòng ươm mầm rồi. Giang Hương biết, bởi vì cái cây giá đỗ chính là trên bàn tay của Giang Hương. Đó, thì nó dài 10 cm. Người ta cắt bỏ cái mũ giá và cái rễ giá đi và chỉ lấy cái thân cây giá đỗ, sau đó người ta đi sấy khô bằng phương pháp sấy đông khô hay là sấy thăng hoa như cái đông trùng hạ thảo của chúng ta ấy, người hình dung chưa? Sau đó dùng sóng siêu âm trích ly, trích lấy cái isoflavone ở trong đó. Đó,
trích ly lấy isoflavone trong cái thân cây giá đỗ đó, chứ không phải là bột mầm, không phải là bột mầm hay là bột từ hạt đậu tương hoặc là bột từ cái củ sâm này đó, mà nó lại từ cái isoflavone, nó chỉ là cái chất trích ly ra thôi, mọi người hình dung nhá. Đó, hương ở đây là một người có cơ địa sinh u, em ấy chưa có chồng nhưng mà trong cơ thể có rất nhiều khối u nhỏ, chùm nang nhỏ ở trên tuyến vú và đã được bóc ở bệnh viện 108 năm kia thì phải, đó, năm ngoái năm kia không nhở, bóc và đến cho đến thời gian đó Hương vẫn cứ bổ sung mầm, vẫn cứ uống sâm bình thường mà, nhưng mà song song lúc đó Hương thì vẫn uống cả nghệ vì bác sĩ khuyên uống nghệ nữa đó. Thì cái đó đâu có làm nảy sinh ra u nữa của Hương đâu. Mà rõ ràng Hương là người cơ địa sinh u, tức là tự bản thân em ý không cần rối loạn nội tiết, không cần sinh nở mà cũng đã tự bị có u như thế rồi. Đó, mà mọi người hình dung ra là bóc từng cái chùm nang, nang u ở trong ngực của Hương ra nhá. Đó, chứ không phải là có một hai nang đâu. Đó, thì cái đấy nó rất là lành, rất là lành tính và chúng ta sử dụng được cho người có nhân sơ, u nang. Mọi người hình dung nhá. Nhưng cái trường hợp Ly hỏi là người bị u tuyến giáp thì u tuyến giáp ở đây chúng ta có hai trường hợp, một là suy giáp, hai là cường giáp. Mọi người nhớ này, suy giáp và cường giáp. Thì cái người cường giáp là chúng ta không cho sử dụng được. Bởi vì sao? Bởi vì cái cường giáp ấy là cái khối u, khối sơ của nó ấy, giống như là u ác tính, giống y như u ác tính, và nó có chân luôn, nó bám vào từng cái thành mạch máu và nó bóp nghẹt cái mạch máu ở trong cổ, cho nên khi mà người ta nuốt ăn uống, người ta thấy nghẹn á đó, và người ta cứ lúc nào cũng nói chuyện dướn cổ lên như này, đấy là người ta cảm thấy rất là khó chịu rồi, cái u nó to lên như thế này, và đấy là rõ ràng nó là cái khối u lành tính thôi nhưng mà nó có chân, cho nên nó giống như u ác tính, mọi người hình dung nhá. Còn cái việc mà isoflavone này của chúng ta là được trích ly ở dạng nano và nó không lấy những cái tạp chất như tinh bột, như đường, như đạm ở trong cái sản phẩm đó, trong cái củ đó hay trong cái đậu nành đó, mà nó chỉ lấy cái thành phần isoflavone thôi. Và người ta có hai cách bổ sung estrogen cho cơ thể. Một là sử dụng estrogen tổng hợp. Mọi người comment cái này rất quan trọng này. Một là estrogen tổng hợp. Hai là estrogen thảo dược. Cái estrogen thảo dược người ta hay gọi là giả dược. Đó, biện pháp mà người ta hay dùng cái mũi estrogen tiêm vào mông ấy, mà những cái người nào mà cơ địa nội tiết kém mà hay bị sảy thai ấy, do nội tiết kém, nội tiết yếu ấy, mà hay phải tiêm cái mũi estrogen vào mông ấy, thì đấy, thì cái người đấy là mới dễ bị có u. Người ta gọi là biện pháp thay thế HDR. Rồi, ok, hình như mạng lại chậm hay sao ấy. Cái việc nói mà bảo sinh u nhá, hay là tăng kích thước khối u nhá, thì mọi người hình dung như này này. Bây giờ chỉ nói rất đơn giản thôi. Trên thị trường có bao nhiêu sản phẩm về nội tiết, đúng không? Bao nhiêu sản phẩm về nội tiết mà nó đều là bổ sung estrogen. Nếu vậy mà 99% chị em phụ nữ sinh xong là đều có những cái nang nhỏ trong người, không có nang tuyến vú thì có nang tử cung, nang buồng trứng hoặc là nang nabot âm đạo, ai cũng có hết. Bởi vì cái rối loạn nội tiết mà, nội tiết bình thường chúng ta đang là 20% chẳng hạn, trong quá trình mang bầu nó tăng lên 300%, đúng không? Tăng lên 300% xong rồi đẻ xong nó đau dần, tức là nó rối loạn trong một thời gian rất ngắn như thế thôi, làm cho chúng ta nảy sinh ra, khi một cơ thể điều tiết không được, nó sẽ nảy sinh ra những cái làm cho gọi là u sơ, u nang ấy. Đó, thì nó là những cái lành tính thôi, bản thân của nó là do rối loạn nội tiết gây ra, thì bây giờ chúng ta phải điều trị nó bằng cách cân bằng nội tiết. Mọi người hình dung không ạ? Thì cái sản phẩm này của chúng ta cho sử dụng được, nếu như là u nang, nang nước thì nó còn teo hết cơ, nó còn tiêu hết, nang nước buồng trứng ấy, nó còn tiêu hết cơ mọi người nhá. Mình đã có những cái tài liệu về cái estrogen tổng hợp và estrogen tự nhiên hay là estrogen thực vật hoặc là thảo dược đó, thì mình có thể có cái một cái hiểu như này này.
cái estrogen ấy, cái estrogen nhá, thì nó có ba loại là E1, E2 và E3. E1 là estrone, E2 là estradiol. E2 này này, cái E2 này là cái quan trọng nhất với chúng ta. Cái E2 này nó chính là cái mà khi mà chúng ta đi 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 đo cái chỉ số nội tiết ấy, thì chúng ta biết được quả trứng của mình bây giờ nó có tốt hay không là ở cái chỉ số E2 này. Còn cái E3 là cái estriol. Cái estriol này là để biết được là cái dịch tiết âm đạo hoặc là những cái làm ẩm nó ok hay không. Đó, mọi người hình dung nhá. Còn cái E1 ấy thì là chỉ có mãn kinh thì bắt đầu nó mới thịnh vượng lên thôi, chứ còn bình thường phụ nữ chúng ta chỉ đang có E2 thôi, thì còn có E2 và E3. Chứ còn gọi là như nào nhỉ, cái E1 là nó chỉ tồn tại ở người phụ nữ đang ở giai đoạn mãn kinh. Và cái E1 này này, nó chính là mỡ, là chất béo tích ở vùng bụng, bụng dưới. Và cái E1 này lúc đấy nó thịnh vượng nhất. Bởi vì cái E2 buồng trứng rụng hết trứng rồi, các bà mãn kinh là các bà đã hết trứng rồi, là không có E2 nữa nhá, mọi người hình dung này. Thì lúc đó nó không điều tiết, không cân bằng được giữa E1, E2 và E3. Chính vì vậy lúc đấy E1 thịnh vượng nhất, thì là cái người phụ nữ lúc đấy bị tích mỡ ở vùng bụng giống như em bây giờ. Chưa mãn kinh nhưng mà đang bị rối loạn nội tiết, tức là cái E1 của mình nhiều cho nên là mình bị tích mỡ ở vùng bụng dưới. Đó, bụng dưới, cái phần bụng dưới của mình ấy, ai mà bụng dưới to ấy là cái E1 đang lớn hơn E2 đấy. Mọi người hình dung chưa? Mọi người hiểu chưa ạ? Đấy là cái nội tiết tố cơ thể phụ nữ nhá. Thì người ta hay đi tiêm cái E2 ấy, mà cái mũi mà tiêm vào mông ấy mà người ta gọi là tinh dầu như đấy chính là cái estrogen E2, estradiol. Và cái này khi mà cái estradiol này được tiêm vào ấy, thì người ta hay chích từ cái của con khỉ, hay hay lấy từ cái của con khỉ đó, hay lấy từ cái estrogen của con khỉ, cho nên là dễ bị tăng kích thước khối u nhất, dễ bị u xơ, u nang và u ác nhất là với những người tiêm như thế đó, mà cái hình dung đi đó. Thế thì khi mà chúng ta bổ sung cái thảo dược ấy, cái thảo dược mọi người hình dung này nhá, nó sẽ có sự đào thải ra khỏi cơ thể sau 18 ngày. Lúc trước thì với những cái loại soi 3 in 1 ấy, chỉ 10 ngày sau khi mà mình uống hết, mình dừng 10 ngày thì tất cả những cái lượng ở trong cơ thể của mình ấy mà dư thừa ấy, nó sẽ đào thải hết ra ngoài và nó không giữ lại trong cơ thể nữa. Vì thế mà chúng ta không sợ bị dư thừa và gây kia tăng kích thước khối u đâu, hay là bị vắt sinh u đâu. Đó, mọi người đã hình dung chưa ạ? Mọi người đã nắm rõ về cái vấn đề tại sao rối loạn nội tiết ở mỗi độ tuổi nó khác nhau như thế nào, và tại sao lại có người nói có u và có người lại giải thích là không có u, được chưa? Cái từ thảo dược thì không sợ đâu mọi người nhá. Ok, về sản phẩm có câu hỏi nào nữa thì mọi người cứ hỏi luôn đi. Về sản phẩm có câu hỏi nào nữa mọi người hỏi luôn đi ạ. Ở đây này mọi người hình dung chúng ta có một cái kiến thức rất là quan trọng, và nó là một kiến thức đinh trong quá trình chúng ta phân phối sản phẩm của Viện Hàn Lâm Khoa Công nghệ Việt Nam. Đó là cái viện này nó rất là mạnh về cái công nghệ nano. Hầu hết những cái sản phẩm đều ứng dụng cái công nghệ nano vào trong bào chế và tách chiết những cái thành phần của nó. Thì cái estrogen của chúng ta ở đây ấy là được bổ sung từ cái nano isoflavone từ cái sâm tố nữ và từ mầm đậu nành. Chính vì vậy hai cái isoflavone này ở dạng nano này sẽ đi theo đường mạch máu, sẽ đi theo đường mạch máu, bởi vì bản chất của estrogen là đi theo đường mạch máu. Mọi người cứ search đường đi hay đường thẩm thấu hay đường hấp thu hay là đường những cái đường hoạt động của estrogen như thế nào, thì cái câu trả lời chúng ta sẽ là cái đường đi của estrogen là nó sẽ thông qua mạch máu để nó đến tất cả các bộ phận, các biểu mô. Và chính vì khi mà nó tiếp xúc với tất cả các tế bào ở bên trong mọi loại mô trong cơ thể ấy, mọi người hình dung nhé, cái tế bào u
là cái tế bào nó có gốc tự do. Mọi người nghe đến gốc tự do bao giờ chưa? Nó có gốc tự do, cho nên là khi mà cái tế bào u đó bị cái sản phẩm chống gốc tự do đi vào, thẩm thấu vào, hấp thụ vào thì nó sẽ tiêu diệt khối u. Đó là tại sao những người có nang nước, nang mỡ, nang sơ nó lại teo nhỏ lại. Còn trừ cái nhân sơ là cái nhân bã đậu ấy, cái u bã đậu ấy, thì khi nó tạo ra rồi, mọi người hình dung u bã đậu giống như là cái mụn nhọt này, nhọt đầu đinh này, chúng ta phải nặn ra mà, bắt buộc chúng ta phải nặn ra, thì cái nhân sơ hệ sơ bã đậu hay u bã đậu ấy, chúng ta phải mổ ra để lấy ra thôi, chứ không thể nó teo được. Nó là một cái cục bã mà, nó cục bã nhờn, nó cục bã, nó như kiểu cặn bã, nó ở trong đấy mà. Đó, thế thì chúng ta sẽ phải mổ trừ cái u đấy, còn nang nước, nang mỡ nó sẽ tự teo nhá. Đó, thì đấy là cái mà chúng ta có thể hiểu được, chúng ta có thể nắm được ở cái vấn đề u hay không u ở đây. Còn cái sản phẩm nếu như mà người phụ nữ bổ sung cái estrogen đầy đủ ấy, thì từ tử cung, buồng trứng, âm đạo, ống dẫn trứng, cổ tử cung, tuyến vú đều có tác dụng. Đó, thế thì bây giờ em mới nói tiếp tại sao cái sản phẩm này nó làm tăng vòng 1 được. Nó làm tăng vòng 1 được và làm săn chắc vòng 1 được. Đó, thì mọi người nghe tiếp này. Ở sản phẩm này, nó ở sâm tố nữ ấy, mọi người lại tìm hiểu về cái công dụng của sâm tố nữ trong vòng 20 tiếng tìm hiểu về sản phẩm nhá. Ở 20 tiếng tìm hiểu về sản phẩm nhá, thì lại như này. Cái sâm tố nữ ấy, cái cơ chế làm tăng vòng 1 của nó là làm căng cái hệ tuyến ở trong ngực của mình. Ở về phụ nữ ấy, người phụ nữ bao giờ cũng sẽ có cái tuyến vú và những cái ống sữa, những cái ống mà ngày xưa lúc mình cho con mình bú mình hay bị tắc tuyến sữa, là vì tắc sữa là vì như thế đấy. Có người có 3 tia, có người có 5 tia, có người có 2 tia, đúng không nào? Đấy, thì mọi người hình dung nhá. Có người nào mà tuyến vú có nhiều tia sữa? Chị em nào mà nuôi con cho con bú rồi thì sẽ biết mình có bao nhiêu tia sữa, đúng không? Đúng không nào? Đó, thế thì người nào có nhiều tia sữa thì ngực người ta sẽ to hơn cái người có ít tia sữa. Mọi người đã hiểu tại sao có người rất là béo, rất là to mà ngực bé tí chưa? Đấy là do cái yếu tố tuyến sữa nó quy định. Đó, đã ai biết cái điều này chưa? Mọi người đã biết tại sao có người ngực to, ngực nhỏ chưa? Chứ không phải nếu bây giờ mày năm tia sữa, tao năm tia sữa thì ngực tao một người bé bằng nhau. Đó, chứ không phải là to béo hay gầy đâu nhé. Có người gầy cực kỳ luôn mà ngực rất là to. Đó, thế mọi người hình dung không ạ? Thì cái ống sữa này này, cái ống sữa này nó có tính giãn nở ra. Khi mà có sữa, khi mà mình mang thai ấy, thì cái tuyến sữa này nó phát triển. Và khi mà mình cho con mình bú thì cái sữa này nó đi ra, nó tiết ra thì làm cho cái ống sữa này nó căng lên. Và nó căng cực đại vào cái thời điểm mình bị cương sữa. Đó, thì khi mà mình khi mà lúc mà thế mình sẽ biến thành mướp mướp thành bưởi, nhiều tia sữa đúng không? Đó, thế thì khi mà mình cai sữa rồi thì gọi là trống, cái ống này nó trống hết rồi, nó không còn gì trong đấy nữa, thậm chí nước hay dịch cũng đều không có, là một cái ống, bây giờ ống khô khốc. Thì cái sâm tố nữ này hay là các sản phẩm nội tiết ấy, nó sẽ có cơ chế là làm căng, gọi là như là cái gọi bây giờ nó gọi như là đường ống gió ấy. Mọi người hình dung chưa? Đó, thế nó làm căng cái tuyến ống này lên. Thế thì những người nào mà có những cái ngực cái lúc mà mình cho con bú của mình ấy nó căng đẹp ấy, thì bây giờ nó cũng sẽ căng lên và nó đẹp lên như vậy. Còn bình thường nếu mà lúc cho con bú ngực mình cũng nhỏ rồi ấy thì nó cũng sẽ chỉ đến được như thế thôi, chứ không thể nào mà ngực mình bây giờ nó đang như quả quýt, quả chanh, quả quất như này mà uống vào nó to như quả bưởi, giống như là mình đặt túi ngực ấy, không có chuyện đấy. Mọi người cứ hình dung lúc cho con bú cái ngực của mình lúc đấy điểm cực đại như thế nào, thì bây giờ nó sẽ được 8 điểm, chứ nó không phải bằng 100% như lúc đó, nó cũng sẽ chỉ được 8 điểm như thế nhá. Đó, đấy là cái cơ chế tăng vòng 1. Và còn săn vòng 1 thì làm như thế nào? Do có collagen và do có những cái làm trẻ hóa, làm cấp nước thì sẽ làm cho cái dây chằng, những cái dây chằng ở bên tuyến vú của mình nó co lại, cái sợi collagen của nó đàn hồi tốt. Chính vì thế mà nó sẽ làm cho cái tình trạng ok. Đấy,
Thế thì nó sẽ làm cho cái tuyến vú của mình săn chắc lên. Bằng chứng của việc săn chắc là chúng ta cứ khi ngủ chúng ta nằm ngửa, không mặc áo ngực, nằm ngửa ra mà không thấy nó phè sang hai bên, không thấy nó bè sang bên nách, mà cái đỉnh của nó giống như một cái tam giác cân ấy, rất là đẹp như thế. Đấy là cái săn chắc không bị sệ, chống xa trễ, đúng không nào? Đó, đấy là cái mà cái sản phẩm này làm được nhá, cái sản phẩm này làm được chị em nhá. Nhưng mà cái liệu trình từng người lại khác nhau. Ví dụ cái người nào mà hợp tác với sản phẩm tốt, hấp thu tốt thì nó sẽ có tác dụng nhanh hơn, còn cái người nào chậm thì nó sẽ mất thời gian hơn. Đó chỉ là do cơ địa và do cách hấp thu thẩm thấu của mỗi người thôi, chứ không phải là do là chúng ta không có tác dụng đâu, chắc chắn sẽ có tác dụng. Hấp dẫn còn này, cứ nói đến ngực của bú là thích rồi, cái tâm ngực đẹp rồi, thế thôi, trời ạ, à, đã đẹp hơn các chị bao nhiêu rồi đó. Thế thì như này nữa này, khi mà cái việc mà cái estrogen nó đủ thì cái da ở ngực, mọi người cứ hình dung nhá, cái lớp da ở hai cái đầu tuyến vú của mình ấy nó sẽ không bị thâm nữa, nó cũng sẽ hồng hào hơn. Nếu như mà chị em kết hợp với uống nano nghệ nữa thì mình khẳng định là nó sẽ làm hồng, bởi vì là nó sẽ làm kích thích những cái hồng cầu, những cái tia máu ở phía dưới cái đầu núm vú của mình ấy, nó sẽ rất là hồng hào và đẹp đó.